Rồi, chào anh em. Mấy ngày nay mưa gió quá, mình không có quay clip, nhưng mình đi đá gà lum la. Nó không mình quay. Thì nói chung lên clip là để anh em xem theo dõi kênh mình chơi ha. Cái nổ này là cái bài gà này là mấy con gà dắt cua ban nha anh em. Con này chống khét mà mình quay con cua ban cái vô tay như lo cái bò á. Này giáp này nửa vô tay giống mà cha nè, con này nửa vô tay là một cục luôn, vô tay con này dữ lắm. Này que, còn con mộng đây sao nó là chuối tại cái gốc là chuối nhiều, chuối nặng. Nói chung gà mình đặc trưng là có chuối với que anh em ơi, mình hai màu rất là nhiều, đều lâu lâu mới có với đều xanh khác. Rồi mấy cái mãi của mình là có nhiều là vậy á, có nhiều đó màu nhiều quá nha, chứ màu gì cũng có, mà có cái đặc trưng màu nhiều mình là que với chuối á, đều ít lắm, đều thì lâu lâu nó lọt ra thôi, cái đều xanh, là mình đấu giáp với Cuban nhiều, với dòng là chuối, này đã lắm, à, quay cho anh em coi chơi, thì cái mình nuôi gà cũng vậy thôi, không có cái gì mà lạ trên đó, cái gà con cái nở ra bỏ vô thùng, tới nửa tháng rồi mình đem qua đây. Mấy cái chuồng kia đem đi hết rồi, có cái chuồng này mình quay còn lại mấy chuồng kia hết rồi. Cái con này giống như mấy giấc gầu, mấy giấc gầu đẻ ra sâu mà. À, tướng nè, đã hàng tướng gì lực sĩ gì đó. Dạ, vàng. Chân đẹp không? Hai chân thịt bách đều rang. Chung gà mình lựa gà trống mà chân đẹp thì máy chân đẹp mình đổ ra nó ok nha anh em. Mắc hao vàng thật nè. Nóng cha nó mắc càng thật nè. Nè, cha nhà cha luôn. Con khác này chắc máy rồi. Ê, ra đây coi. Con này trống máy. Chân gà mà toàn bộ là chân đẹp không, không có chân nào mà nó rồi gà lai chân xấu không có nghe nè. Mình tuyển mình lựa dữ lắm. Bắt quay cho có clip cho anh em theo dõi chơi. Chân đẹp lắm, nghe chân. Nhờ mấy chú em đó kìa, đó, mấy chú bự đó chân mới đã đó. Hai gà đen nhỏ, hai gà đen xíu là hai là cái gà nồi. Mẹ nó bị chó giặt không anh nắm cho. Trời cái chiếc que ở trên nhưng mà còn sống được hai con. Thì ông đưa được cái cánh gà con mà anh em nuôi mà cái cánh nó dài cái đích là thấy hiện tượng nó không im lên nè. Gà con mới nở cái từng lưỡi đầu á mà cái cánh nó dài cái đích là thấy mình thấy mệt. Nè, cái ổ của hổ mình để là hai con trong nhà. Con đi nó ăn ba cái gạo rồi mấy cái này nọ của mấy con gà nó đổ đó. Chuối. Chuối chân xanh, chuối chân vàng. Đây. Hấp. Còn chỗ cụ ba anh hấp vàng nở rồi chắc cỡ trần nửa nở, hấp tình này nở quá. Sao nha anh em. Hôm nay chủ nhật rồi. Mình thấy mấy bảy dây xanh rồi. Đây là mấy F1. Mình không biết mấy cái dòng mẹ gì nữa, nói chung mình chia lại đó. Cái dòng nào già mà bổn ban đó hay là anh em chia lại là có cán không mới chia nè. Chứ mình cái khơi người ta không có bán đâu. Nói chung gà mình tỉnh lắm. Con gà này chính lạng chứ anh em vô tay nó không có biết chính lạng luôn. Nhìn mắt mình tướng nó gì đâu mà có chính lạng đó. Vô tay như nó xíu bò vậy, như con heo quay vậy. Thật nó dữ lắm. Nói chung gà tiễn mình đập máy là mình tiễn mấy con gà vậy đó, còn F1 nữa. Bột nó kia. Mà kia thôi nhé. Nó còn là máy mồng lá là máy cúp á.
cái cúp vô tay tròn tròn quay như cái hộp lo sữa bò luôn, đổi con gà này nữa ra con cái vô tay là thôi thọ bàn luôn, cái lưng với cái dài của nó này nghĩ ghê không, con của bên đang ấp rồi, tại nó gặp mình nó nhát lên cái đu nó vậy anh em, để nó đứng một cái là má cái nó bắn cái đu lên nó ghê lắm, nuôi sợ mặt trắng xác, nuôi sợ chết mới dạy một nữa, cái cha nuôi mặt trắng nhất hai con mà người ta nuôi chết thành con đó, mấy cúp á, cúp mà có đuôi, có mấy con không đuôi chứ không phải là cúp cúp hết nha, cúp là cái dòng nó vậy á nghe em, mấy con gà cúp kia của mình bán hết rồi, mấy con cúp kia vô tài dữ lắm một cục, cho anh em lựa gà anh em đổ thì anh em lựa gà mà cho vô tay vô dữ nha, phun xương chứ không cần con gà anh em ăn nhiều cái thì càng tốt, chiếu là bổ mẻ gà thì cái bổ mẻ gà hôm nay mình cũng nói luôn là cái bổ mẻ gà có cái dạng này, có cái con gà mái anh em đổ ra, nhưng mà trường hợp gà mái mà anh em đổ ra con mà 10 con đi, ví dụ thôi 10 con mà phải cứ lộn hết 10 con ha, thì cái đó là gà mái ok, còn anh em nuôi mà 10 con mà để cứ lộn nó 4-5 con mấy con kia cứ lộn là gà mái tầm bậy rồi, việc là dông liền, nhiều con gà anh em nuôi thì chứ đúng ra gà mà anh em nuôi có 6 tháng 7 tháng là gà cứ lộn toàn hoàn toàn hết luôn, ở đây thật sự gà mình mới cái năm không mấy là mình cứ lộn đá đùng đùng không chợ con gà nào trên gà con đó chả luôn lát hết, mà mình nói luôn cái việc cái trường hợp mà gà mà anh em nuôi rồi gà sao mà 8-9 tháng 11 tháng 12 tháng một năm mấy mà con gà vẫn chưa cứ lộn à, một bậy đó anh em mấy là cứ lộn chứ sẽ có 3 con nó không cứ lộn là cái con gà mái anh em á, là do gà mái á, gà nó mới triệt triệt dông liền không có đãi được nha, mình nói luôn cái vấn đề gì, cái vấn đề đó đó là gà mái anh em diệt dông, tại vì đổ con ra nó sẽ là có con gà con ảnh hưởng là nuôi không có không có nó lộn không có gan, ừ đừng thấy gà mái nó sao sao vẫn là con gà mái tốt nhưng mà để con ra nó bị như vậy, 10 con cứ lộn 2-3 con còn mấy con kia là không cứ lộn, anh nuôi tới già cái nhiều dòng gà các anh em nói gà lai gà gì đó nuôi trời ơi qua năm gì á mười mấy tháng đủ niên là cự lộn không có đâu, đúng con gà là anh em nuôi 6 tháng 5 tháng là cự lộn hết rồi, không có cái gì không có gà gì mà nuôi tới giáp năm qua năm 15-16 tháng gì cũng có đâu, anh em nuôi hoài con gà không cự lộn cự lộn, cái đó anh em coi là cái dòng gà của mình, ừ mình đang đổ gà mái đó mấy gì sao sao cái dòng gà nó sao á là ảnh hưởng tới bầy gà con chứ không phải là do cái con gà con, bởi vì nhiều anh em hỏi thuốc nè, ừ uống vô mua thuốc uống con gà nè không cự lộn, uống thuốc làm sao con gà mà nó không cự lộn rồi thì không có thuốc nào mà cự lộn, như 10 con anh em trị được 4 con 3 con là cái phần trăm nó rất là ít, còn mấy con kia là không cự lộn luôn, tại vì cái do cái gen cái nguồn gen với con gà mái của anh em nó không có giữ đó, lại con gà mái nó triệt hạ triệt dòng giống, anh em thử mà anh em nếu mà anh em có cái lỗ gà thì anh em thử coi thử là cái dòng gà mái của mình, ừ sao gà mà đẻ ra sao lớn lên tới già mình không cực lộn mấy con vậy đó, bị 5-6 con nhốt vô mà không cực lộn sung vẫn sung túc bình thường nhưng mà không tự mấy đá chân hai chân nó chạy đó, là do cái bổn mang của con gà mái nó lọt ra nó bị như vậy thì anh em mới diệt vong liền nha, bà hội nó gặp lại quay cái nó nhắn nó đi vòng đó, mình nói cho anh em hiểu là cái gì cái lý do mà gà nó sao nuôi không cứ lộn rồi nuôi gà sao ra cựa dài rồi mà tới 3-4 con bắt vô con mấy con gà đó không cự con gà nào 3-4 con luôn, là cái con cái giọng giống của gà mái của mình á, cho anh em đừng có tiếc, ừ con gà chân hình vậy đó nuôi rồi nuôi cái giáp năm mà không cứ lộn là ăn thịt nha anh em, chứ vô đã 20 chân chạy đang báo luôn chúng làm cho anh em con gà thiệt, đúng con gà nếu mà đúng con gà đổ của mình á, bất cứ người nào đổ gà sẽ hiểu rồi, gà 6 tháng 5 tháng là cự lộn rồi đạp mái đồng đùng đùng rồi đó, 7 tháng 8 tháng là sổ đùng 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 luôn không có suy nghĩ gì hết, gà mà nuôi tới già luôn mà như lo lo chọc ra con thì không sao, còn cái tình trạng mình em đổ ra nó bị quá trời nhiều đi như bắt vô gà thả bắt vô gì tùm đùm hết đó, là anh em phải câu lại gà mái nha, thì lý do gà mái mình đẻ ra mà sao nó mang 5-6 con bắt vô không cứ lộn nào cho nên là 5-6 con lần sau anh em để ý nữa nó sẽ bị 5-6 con giống vậy nữa đó, là cái con gà mái của mình chứ gà bất cứ gà tre gà nào cũng vậy,
nuôi tơ tơ là gà tre là 6 tháng, cừ lộn 5 tháng là đá, cừ lộn sổ nó nhấp chơi từ 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 được rồi. Gà nào thì 9 tháng là cừ lộn, tại gà nào nó chậm gà tre anh em, ngồi 8, 9 tháng, 10 tháng là ok. Còn gà nào gà tre mà nó nuôi rồi cửa dài luôn mà sao không cự, cái anh em hỏi thuốc này thuốc kia uống xong gà đó nó cự không, cự không, cái đó không có, không có thuốc nào trên con gà anh em nó không cự lộn á, là nhiều cái lý do khác nhau, là gà bầy tách bầy gì đó này nọ thì anh em nuôi ra nuôi lại từng lễ nó sẽ cự, và cái anh em mua thuốc đó uống vô thì nó nhiên phải cự rồi. Đây gà bầy gà tách ra rồi đó, đủ thứ gà lý do hết. Mà gà anh em nếu mà lâu chọn con mà gà tơ nó cự lộn, tại vì anh em nuôi chung những con gà già thì con gà nó không cự lộn bình thường, còn gà mà Hà Lan bắt vô nói chung là mình nói chung dài dòng con gà không cự lộn mình nhiều lý do lắm chứ không phải một lý do. Mở đổ gà ra không có nào mà đơn giản cho nó đổ ra thấy là chắc gặp không có đâu, cái phần trăm cái con gà con mình ăn đổ rất ít, nếu chắc trú là ai cũng đáng ngại đá hết. Nếu mà đổ gà ra mà anh em thấy cái tình trạng là 10 con mà nó ăn được 7 con 3 con thua là gà mái nó cũng rất ok. Còn đổ ra mà đổ dạng 5 năm cũng chưa chắc giữ nha nè, đổ ra mà 7 con thua 3 con ăn cũng không hay nữa. Tuyển chọn vòng vòng lại, bởi giờ máy thì tình với anh em đi mua khó dữ lắm, anh em tình nghĩa chia lại thì đó thì có, chứ sợ mà mua rất là khó. Nhưng mà đưa lên gà máy này máy kia bán đùng 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 đó không có đâu. Anh em coi lại những gà máy này như thế nào, mình nói cái này nó hơi đụng chạm nhiều xíu đó, thực tế anh em nghĩ kỹ ra đi, con gà máy rất là khó kiếm mua nha, năn nỉ mà người ta chưa bán nữa, tình nghĩa chiên con thì có. Đây gà hay á, người ta bán anh em gà mái á, rồi anh em đổ ra anh em đâu có lại mua gà người ta nữa. Mình nói nhẹ vậy thôi anh em tự hiểu rồi, chứ không phải đồng gà bán chia mái này mái nọ lum lum đó mình không thích. Cũng tùy theo chỗ chạy uy tín đó, thì mình thấy ok mình chơi đó. Còn nhiều khách trời ơi nay mái này F1 cái đùi thấy cái đùi ngắt ngắt lên cái là F1 thì cần cái anh em con gà lai của mình, nếu mình đưa con gà lai ra ha lai chừng 7-8 đài luôn mình đưa ra anh em cũng không mấy nó F1 cũng tin, cái đùi nó vẫn đứng lên cái mặt nó như cái chẻ vậy đó, hỏi nhìn cái F1 nó không có đâu, chỉ có người đấu gà biết con gà đó gà gì thôi. Rồi mình nói có nhiêu đó thôi, bây giờ anh em cũng theo dõi clip anh em coi thử rồi mình nói coi cái ý nó gì có đúng không nha. Mình bắt con gà con lại mình chụp quay chơi. Nên coi cán đẹp, cắn vuông chú đẹp không, đây cái lòng mã quá trời. Nhà này được 2 tháng mấy rồi nghe nè, gần 3 tháng rồi. Ủa, đâu có lộn, mới 2 tháng chứ bầy này trong chuồng rồi hởm người ta 2 tháng mấy ngày nghe đông lưng nè chú, quá trời đẹp luôn. Mình để ở đây cho nó ăn mấy cái lúa hóc rồi nó dài nó bươi đổ, còn con chân xanh nữa đó, nó có chân đẹp không. Nói chung đổ mà gà trống chân đẹp mấy chân đẹp là anh em đổ con ra gà con anh em mới chân đẹp à. Ô lông lưng chú vàng bông mình kêu chuối rồi chào anh em nha.